Vâng, thưa quý vị, với đội ngũ biên tập viên vô cùng chuyên nghiệp, chúng tôi luôn mang đến cho quý vị những tin tức nóng nhất, mới nhất về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước cũng như quốc tế. Mưa lũ đang rất nóng hiện nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những tin tức chúng tôi vừa cập nhật trong 24 giờ qua. Kính thưa quý vị, tình hình mưa bão ở Trung Quốc đang hết sức rối ren. Đây là một sự thật chứ không phải là một tin không chính xác. Bởi vì rất nhiều tờ báo quốc tế cũng như tờ báo của Trung Quốc trong những ngày tháng vừa qua đưa tin về tình hình mưa lũ ở Trung Quốc. Hiện tại thì Trung Quốc đang tiếp tục gánh chịu những trận mưa to đến rất to ở các tỉnh như Vũ Hán, Hồ Bắc, Hồ Nam, Tứ Xuyên, An Huy, gây ra ngập lụt ở khắp mọi nơi. Tất cả những nơi được cho là đẹp nhất của Trung Quốc đang bị ngập sâu từ 2 đến 3 mét. Những ngôi nhà cao tầng rất đẹp trước đây bây giờ chỉ còn cái nóc. Hiện chính quyền ông Tập Cận Bình vô cùng uất ruột, nhưng họ không biết phải làm sao, bởi vì mẹ thiên nhiên và đấng tối cao Đức Chúa Trời được cho là vẫn tiếp tục ra tay trừng trị Trung Quốc hay cho các nước trên thế giới. Bởi vì trong những ngày tháng vừa qua, chính quyền của ông Tập đã đem quân đi xâm chiếm Biển Đông, đi gây gổ đánh nhau với cả các nước láng giềng. Đây chính là tội lỗi mà Trung Quốc bây giờ phải đền tội. Đền tội bằng cách thiên nhiên ra tay trừng trị, chứ không một nước nào dám động vào Trung Quốc. Ở thời điểm hiện tại, chính quyền của Bắc Kinh là một trong những chính quyền rất liều lĩnh. Họ bất chấp cả luật pháp quốc tế, bất chấp cả Công ước về Luật Biển năm 1982 của Liên Hợp Quốc để đem tàu chiến, đem giàn khoan đi ra khai thác dầu khí trái phép ở ngoài Biển Đông. Ngoài ra, họ còn cho tiến hành xây 7 hòn đảo phi pháp để đặt căn cứ quân sự, hòng thôn tính vùng biển này về tay Bắc Kinh. Đây chính là những bước đi ban đầu mà chính quyền ông Tập Cận Bình xây dựng cho Trung Quốc đại lục trước khi trở thành siêu cường quốc trên thế giới, vượt qua Mỹ và Nga. Kính thưa quý vị, mặc dù trải qua hơn 50 ngày mưa gió, động đất, vỡ đê, vỡ đập thì con đập lớn nhất của phía Trung Quốc mang tên Tam Hiệp vẫn chưa bị vỡ. Nhưng hiện tại mực nước tại hồ chứa con Hiệp đã vượt Tam Hiệp, đã vượt mức báo động đỏ lên tới 10 tỷ mét khối nước. Người ta cho biết đập Tam Hiệp đang xả với 19 cửa xả trong tổng số 30 cửa xả. Tất cả các vùng hạ lưu trên sông Dương Tử đang bị nhấn chìm. Các chuyên gia nhận định trong 2 ngày tới, đập Tam Hiệp sẽ tiếp tục mở thêm 3 đến 4 cửa xả nữa, bởi vì mưa lũ vẫn đang tiếp tục đổ dồn về thượng nguồn sông Dương Tử, sông Hoàng Hà và sông Mê Công, đặc biệt là con sông Mê Công được cho là phía Trung Quốc đang tàn phá con sông này. Bởi theo một nguồn tin thân cận tiết lộ rằng thì chính quyền ông Tập Cận Bình trong những tháng vừa qua đã phê duyệt 8 dự án xây đập chắn ngang qua sông Mê Công, một trong những con sông được cho là lớn nhất ở khu vực châu Á. Nó đang chảy qua 10 nước Trung Quốc, Lào, Campuchia, Thái Lan, Việt Nam. Đây chính là lý do vì sao mà nguồn nước tại đồng bằng sông Cửu Long, miền Nam của Việt Nam đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi những đợt lũ hay hạn hán mà còn do con sông Mê Công gây ra. Ngoài ra, phía Trung Quốc còn cung cấp tiền cho chính quyền Thủ tướng Hun Sen của Campuchia xây 14 con đập chắn ngang con sông Mekong. Quý vị cứ thử hình dung mà xem, một con sông có quá nhiều con đập chắn ngang thì nó sẽ gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng tới dòng chảy, dòng nước của nó như thế nào. Nhất là Việt Nam của chúng ta có dòng chảy ở vùng hạ lưu, mà thượng nguồn phía Trung Quốc, Lào, Campuchia đều cho xây dựng đập. Các con đập này đều phát sinh từ phía Trung Quốc mà ra. Hôm qua, chúng ta đã có thể hình dung rằng người đứng đầu chính phủ. Qua đây, chúng ta có thể hình dung rằng người đứng đầu chính phủ Trung Quốc, ông Tập Cận Bình, có những âm mưu và nham hiểm như thế nào. Ông ta không chỉ xâm chiếm vùng Biển Đông, xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải của các nước trong khu vực, mà ông ta còn cướp ngay các dòng chảy qua nhiều nước như con sông Mê Công và sông Hồng, cũng như sông Hoàng Hà. Đây chính là tội ác mà ông ta phải trả giá khi mẹ thiên nhiên đứng tối cao, Đức Chúa Trời nổi dậy và nổi giận. Kính thưa quý vị, Trung Quốc tiếp tục đón nhận một tin được cho là vô cùng đau buồn và đen tối. Hôm qua, tờ báo Bưu điện Hoa Nam, một tờ báo cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết, tại tỉnh Vân Nam xuất hiện những trận mưa to đến rất to cùng lũ quét, vòi rồng sạt lở nghiêm trọng xảy ra ở khắp mọi nơi. Đặc biệt, một khu du lịch nổi tiếng khi đặt trên toàn thế giới mang tên Phượng Hoàng Cổ Trấn có niên đại lên tới 2.000 năm cũng đang bị nhấn chìm bởi nước lũ. Hiện mưa lũ ở đây vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Bởi vì theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Nhà nước Trung Quốc cho biết, tỉnh này đang xuất hiện những trận mưa dồn dập ở tỉnh Vân Nam, Hồ Bắc chuyển sang. Đây chính là lý do vì sao khu Phượng Hoàng Cổ Trấn vẫn chưa mở cửa trở lại để đón du khách. Người ta cho biết thiệt hại ban đầu không thể đong đếm được bằng tiền, bởi khu du lịch Phượng Hoàng Cổ Trấn của Trung Quốc được cho là một nơi rất đẹp, có thiên nhiên hùng vĩ, cảnh tượng ở đây thì nên thơ. Kính thưa quý vị, có thể nói rằng năm 2023 là một năm đại họa của chính quyền ông Tập Cận Bình. Những trận bão táp, những trận động đất, vỡ đê, vỡ đập liên tục xuất hiện tại 28 tỉnh thành.
Trung Quốc chỉ có 31 tỉnh thành nhưng có tới 28 tỉnh thành đã bị vùi lấp. Thế nên chúng ta có thể dễ dàng hình dung rằng đất nước của Trung Quốc đang gặp tai ương vạ gió như thế nào. Người ta cho biết đây chính là nhân quả báo ứng mà trời đất đang ra tay trừng trị chính quyền ông Tập Cận Bình. Họ cho biết những tháng còn lại của năm 2023, Trung Quốc còn tiếp tục đón nhận nhiều tin đen tối và đau buồn hơn nữa. Họ cho biết có thể có một dịch bệnh còn kinh khủng hơn cả dịch bệnh Covid-19 sẽ xuất hiện tại nhiều tỉnh thành của Trung Quốc sau khi mưa lũ chấm dứt. Điều này được cho là đúng với quy luật của tự nhiên và tạo hóa, bởi vì sau những trận mưa to, gió lớn, động đất, vỡ đê, vỡ đập thì mực nước tại con sông cũng như vùng ngập lụt sẽ rút đi và trở lại để lại những thiệt hại vô cùng nặng nề, đặc biệt là dịch bệnh. Kính thưa quý vị, mới đây thì mưa lũ dữ dội đã càn quét ở Hà Nam khiến 350 người chết và mất tích. Chính quyền của Hà Nam cho biết lũ lụt do mưa lớn tại tỉnh miền Trung của Trung Quốc đã cướp đi sinh mạng của 302 người và 50 người khác vẫn đang mất tích. Tính đến nay, lũ lụt đã làm chết 302 người ở Hà Nam, trong đó 50 người khác vẫn mất tích. Tỉnh trưởng Hà Nam Phan Hoài cho biết trong một tuyên bố, thành phố bị ảnh hưởng nặng nề nhất là Trịnh Châu, nơi có 292 người chết và 47 người khác vẫn mất tích. Lũ lụt do mưa lớn xảy ra ở Trịnh Châu vào giữa tháng 7, khiến nhiều đường phố ngập lụt, hệ thống tàu điện ngầm thành phố chìm trong nước. Những hành khách bị mắc kẹt trong các toa tàu điện ngầm đã gửi lời cầu cứu qua các đoạn video. Chính quyền địa phương cho biết 14 hành khách đã thiệt mạng, một số thành phố lân cận tỉnh Trịnh Châu cũng trải qua cơn lũ tương tự. Kính thưa quý vị, có một cái tin mà chúng tôi vừa cập nhật được, đó là tình hình lũ lụt nghiêm trọng tại Afghanistan. Hơn 100 nhân mạng thiệt mạng, hàng chục người mất tích, số nạn nhân tử vong vì lũ lụt trong tuần qua tại tỉnh Multan, miền đông Afghanistan đã tăng lên ít nhất 113 người, trong khi hàng chục người khác vẫn đang mất tích. Trong vài ngày qua, mưa lớn đã tiếp tục ngập lụt ở huyện Kamdet thuộc tỉnh hẻo lánh Nuristan ở Taliban kiểm soát, các tỉnh Kabul khoảng 200 km về phía đông bắc. Các hoạt động cứu hộ vẫn đang được triển khai. Adus Samai Zabi, phát ngôn viên của cơ quan quản lý thảm họa quốc gia Afghanistan cho biết hơn 170 ngôi nhà đã bị phá hủy một phần hoặc hoàn toàn, ảnh hưởng đến khoảng 300 hộ gia đình, 34 người bị thương do ngập lụt, lở đất, và các con số này tiếp tục tăng lên. Theo cơ quan quản lý thiên tai Afghanistan, lũ lụt cũng đã phá hủy một cây cầu lớn trong huyện Kamdet, khiến công tác hỗ trợ hàng hóa thiết yếu như thực phẩm, nơi ở trạm tạm thời và dịch vụ y tế cho các nạn nhân bị đình trệ. Ông Tamin Azumi, phát ngôn của Bộ Quản lý Thiên tai Afghanistan chia sẻ, thật không may vì khu vực này nằm dưới sự kiểm soát của Taliban. Chúng tôi không thể cử các đội cứu hộ cấp tỉnh đến khu vực này. Tuy nhiên, các nhóm từ Hiệp hội Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Afghanistan đã đi đến khu vực này để đánh giá thiệt hại và triển khai những hoạt động hỗ trợ cần thiết. Nhân viên Liên Hợp Quốc cũng đang cố gắng tiếp cận khu vực này để cung cấp các hỗ trợ, bao gồm cả nước sạch. Taliban đã chiếm giữ các vùng lãnh thổ nông thôn rộng lớn và cửa khẩu biên giới quan trọng của Afghanistan. Khi các lực lượng quân đội nước ngoài do Mỹ dẫn đầu rút quân khỏi Afghanistan và việc rút quân này hiện gần được như hoàn tất, Afghanistan thường xuyên bị ngập lụt vào mùa mưa, gây thiệt hại về nhà cửa, đất nông nghiệp, cơ sở hạ tầng công cộng. Hơn 150 người đã thiệt mạng ở 13 tỉnh của nước này do lũ quét, theo đại diện Liên Hợp Quốc. Sau nhiều thập kỷ xung đột cùng với tình trạng suy thoái môi trường và chi phí đầu tư không đủ cho việc giảm thiểu rủi ro thiên tai, người dân Afghanistan ngày càng dễ bị tổn thương trước thảm họa môi trường. Trung bình, mỗi năm thiên tai ảnh hưởng đến khoảng 200.000 người trên toàn Afghanistan. Và cũng mới đây, thì lũ lụt tàn phá nước Bỉ lần thứ hai chỉ trong hơn một tuần. Kính thưa quý vị, Bỉ phải hứng chịu lũ lụt lần thứ hai chỉ sau hơn một tuần. Các tỉnh Namur, Balochistan, Đông Nam Prut và một số những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất tại thành phố Dinard thuộc vùng Wallon, khu vực chủ yếu nói tiếng Pháp ở miền Nam, chiếm 55% diện tích và 33% dân số toàn nước Bỉ. Lượng mưa lớn nhất đã cuốn trôi rất nhiều ô tô, khiến một lượng lớn xe hơi nằm ngổn ngang trong thành phố. Phó thị trưởng thành phố Dinard, ông Robert Claude, cho biết trong trường hợp tử vong, không có trường hợp tử vong hoặc bị thương nào được báo cáo, nhưng tình trạng lũ lụt diễn ra tồi tệ hơn so với bão lũ vào tuần trước. Lực lượng nhân viên cứu hỏa địa phương đã được triển khai để giúp đỡ người dân. Ông Percy nói với hãng tin AP, tôi đã sống ở đây cả đời và chưa từng thấy tình trạng mưa lũ nghiêm trọng như vậy trước đây. Chính quyền thành phố Ligi, nơi đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ vào tuần trước, cho biết nước trên các con sông dự kiến sẽ không tràn bờ đáng kể vào cuối tuần này và chưa cần phải sơ tán dân cư sống ở khu vực thành phố. Hơn 210 người đã thiệt mạng trong lũ lụt ở Tây Âu vào tuần trước, trong đó phần lớn các trường hợp thương vong diễn ra ở Bỉ và Đức. Chi phí khắc phục hậu quả của mưa lũ dự kiến lên tới hàng tỷ euro. Nhiều nhà khoa học cho rằng
đợt mưa lũ nghiêm trọng nói trên là do hậu quả của biến đổi khí hậu và cảnh báo những trận lũ tương tự sẽ diễn ra thường xuyên và nghiêm trọng hơn trong tương lai. Do đó, các quốc gia phải thích ứng với điều kiện thời tiết cực đoan này, bao gồm việc kiểm soát lại các tính toán rủi ro lũ lụt, chuẩn bị tinh thần và các điều kiện phòng chống cho người dân, cải thiện hệ thống cảnh báo lũ lụt liên quan tới tình hình mưa bão ở Trung Quốc, con đập Tam Hiệp hay tình hình Biển Đông. Chúng tôi sẽ cập nhật liên tục và gửi cho quý vị trong các bản tin kế tiếp. Còn chương trình ngày hôm nay chúng tôi xin phép được tạm dừng tại đây. Xin kính chúc quý vị một ngày tràn đầy sức khỏe và vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Những bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.